Cô tiên cho chị gái tôi đi. Bé nó mân hành ngò lắm luôn. Tại cô bán giá bình dân 35 ngàn nên cô mới quậy cua. Bữa nay Ngọc đi ăn sáng này cả nhà. Ngọc đang có mặt ở chỗ cua chính chùa Kim Cương nha. Mỗi ngày mỗi món thì ngày hôm nay là thứ bảy sẽ là món mì Quảng nha cả nhà. Số ở đây là 108 xã 20A của Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3. Đó. Hôm nay mình sẽ quay mì Quảng cho cả nhà nha. Đó, giống như cô đang nói là có sườn sụng nha cả nhà. Và đuôi heo nè, giò nè, chả nè. Và có tôm thêm nữa. Rồi dạ. Có cái phần thịt bằm, Ngọc thấy thịt bằm có trong nước dùng lẫn có trong cái phần mà cô xào lên cái gia vị nữa cả nhà. Đây, đây cô đang làm mì Quảng. Có cái hai sợi, một cái sợi màu hơi nâu nâu, màu hồng hồng. Một cái sợi màu vàng. Y cân heo. Ủa món này là phải có kết hợp vậy đó hả cô? Bữa nay mới nhớ mặt đó. Bữa bà già nói đó, còn nhớ, giờ thấy mặt mới nhớ. Đẹp quá. Tại vì nó có vàng vàng để hồng hồng á, nên đẹp quá. Nhớ, em thấy mặt giờ em nhớ rồi đó. Bữa đi giờ chị nói em không có nhớ. Cô mới vừa bỏ cái nhà nước sốt để làm cái mì Quảng trộn khô. Quên là cái món mì Quảng này còn kèm một cái thêm một cái bánh nữa. Cái bánh nó gọi là bánh đao phải không cô? Bánh chén. Bánh trái nữa. Cái gọi là bò viên hả cô hay là gì? Có tiếu bò viên hả con? Nhiều người ta cũng tiếu không ăn mì Quảng. Giang gì mì Quảng? Cho nên hình ra là có kết hợp cái nồi đó là cái bò viên ở trong đó đó cả nhà. Vừa có thể là ăn mì Quảng được mà hủ tiếu bò viên được luôn nha. Vào ngày thứ bảy cứ mỗi tuần nha cả nhà. Cái sốt cho con nhìn thấy tôi hình như có trứng. Trứng, nước tôm. Ủa một tô là bao nhiêu cô? Một tô con mà thử bao không ăn mấy cái kia nè. Dạ 35 ngàn tô nè. Dạ. Còn cái tô đầy đủ không? Cũng vậy 35. Cũng 35. Nghĩa quá vợ. Bé nó mân hành ngò lắm luôn. Thịnh tô nó không có đặc sắc lắm. Ai ăn khô cô chớ hai nước sốt. Dạ. Là ủa món mì Quảng này gồm có cái tôm, gì cô? Thịt sườn giò, đuôi heo, chả đó. Dạ. Mì Quảng thì nó mua về lấy về nhà. Dạ. Chắc ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy nó mua về. Bữa chị nói mà em không có hình dung được, không có nhớ luôn á. Bữa nay lạ là mới nhớ đó. Này giờ là con tôm. Từ hồi mặc quần xà lỏn cô ấy nói rồi. Trời ơi vậy là lâu dữ dằn luôn rồi. Hồi xưa bé lẻ mới có 5 tuổi là ra bán tới giờ. Còn hồi con gái bán bên ngoài nó bên chợ. Nó được về.
Hồi xưa bán ở đây là mới đẻ được có 5 tuổi. Dạ. Khách đây là khách lâu quá trời luôn. Còn hồi nhỏ thì bán chung với mẹ. Ở bên chợ. Khô đó hả cô? Vâng, rồi ai muốn ăn nước là nước ở ngoài. Dạ. Quán bán sườn sụn rồi nó ngon. Đúng rồi, còn sụn thấy ngon. Cái sụn gân mà nó bông, có cái sợi đường gân á, cả nhà nhìn ăn rất là sực sực á. Mà mì Quảng làm, hôm nay là món đầu tiên con quay mì Quảng chỗ cô. Vậy hả? Hồi xưa thì chưa quay mì Quảng. Chưa quay hả? Chưa ăn mì Quảng luôn. Vậy này có ăn mì Quảng ở ấy rồi, nhưng mà ý là chưa có quay mì Quảng luôn. Vậy hôm nay ăn thử mì Quảng cô. Còn có khác khẩu vị người ta không? Nói là mình buôn bán mỗi người mỗi khẩu vị, không ai giống ai. Đúng rồi. Thí dụ mình hợp mình sẽ ăn gì lâu hơn. Như cái cháo lòng á thì độc quyền. Nên cháo lòng bữa chị Chính về bán thứ hai á, đắt lắm. Tại cô bán giá bình dân 35 ngàn nên cô mới quậy cua. Nhỏ em cô bán 58 ngàn. Dạ. Nó quậy cua vô. À quậy cái sọt cua. Sọt cua vô. Cua vô. Thì cô bán giá rất là phải chăng nhưng mà vẫn ngon. Nhưng mà vẫn ngon cả nhà ơi. Kiểu cô nêm cái này đậm đà nên thêm vô cái trộn lên rất là ngon. Đó là mì Quảng khô nhiều người ta khoái ăn là cái dạ. Gì? Nó lèo để đi. Không, con cũng thích ăn khô nha. Nhiều hủ tiếu khô đây đã khoái cái nước sốt cô làm lắm. Dạ. Lâu hình như cô mới đổi lại một lần mì Quảng á. Không, tuần nào cũng có con. Tuần nào thứ bảy là cũng có mì Quảng. Heo, dạ. Tôm, sườn, giò, đuôi, ai thích ăn cái gì chỗ đó. Dạ. Ủa còn trong nước dùng là... Nước dùng là nước sốt rồi con, thịt bằm này. Trong nước dùng bên đó là cái gì vậy cô hả? Cái này nước sốt này, thịt bằm với tôm rồi con. Đó, cô xào thịt bằm với tôm rồi. Nhìn sụn ngon quá, sườn sụn quá cô. Cái đó sót rồi đầu tiên cô tổ đó. Đến ra rồi. À cái tô kia đuôi đi cô. Ừ. Tô đuôi, tô sườn. Đó, mì Quảng khô làm gì? Dạ. Rồi sót lên. Là con ăn nước riêng. Dạ. Thấy không? Cái mình là hủ tiếu khô đó ha cô, hay cái mình hấp nước đó cô. Đó là mì Quảng khô nha cả nhà. Tôm 35k. Đó, giờ làm mì Quảng nước đó cũng ăn ít nước lắm con. Dạ. Ừ. Mà nhiều người khoái ăn khô. Cái nước này cô cho đuối heo. Dạ đúng rồi. Nhìn cái sườn sụn của cô ngon quá trời. Cái sụn kiểu nó vừa vừa á. Sụn nó nhỏ nhỏ. Dạ. Cho ăn cái này cho nó ngon. Ủa, còn những cái ruột, cái phèo bên đây là cô bán hủ tiếu. Này cũng có cái sốt luôn hả? Có con, để dạ. Cho đậm nước lèo. Dạ con, tô này ít nước cho chỉ vô, còn tô này ăn khô. Dạ. Hả, khô, còn nhiều con thử. Dạ rồi. Cái nước. Rất là ngon nghe, vệ sinh nữa. Dạ. Chỉ làm chai thôi nhưng dạ. Mà chủ lo rồi. Ê, cảm ơn cô. Tại sao cái này ngon quá. Dạ, dạ. Ủa khoan, xíu tiện nha, bây giờ mình lấy cái này. Này này cả nhà. Sáng nay mình đi ăn sáng chỗ cô Chính chùa Kim Cương nha. Nếu mà cả nhà biết rồi, chắc ăn là cả nhà biết rồi. Tại vì không chỉ Ngọc quay mà rất là nhiều anh chị đã đến quay. Quay nhiều lắm á cả nhà.
cô Trinh chùa Kim Cương thì bây giờ dễ nhất là cả nhà chỉ cần search chùa Kim Cương ở đâu rồi ha, chỉ đường ngay là đến chùa Kim Cương, là nhìn xéo qua là chỗ cô nha cả nhà, đi cho nó dễ mà. Đó, được đội về cô Trinh chùa Kim Cương rồi mình lên nha. Bây giờ rau hả, tại bây giờ Ngọc ăn khô quá cả nhà, tự nhiên Ngọc thấy thích cô tại có cái phần đốt sót cho nên là Ngọc mới ít khoan để rau đi ha. Đó, trộn lên nha, có thịt nè, có tôm nè, có sụn nè, trộn lên nha. Ăn thử cái phần nước sốt cái đã cả nhà. Đây là món gọi là món mì Quảng đầu tiên mà mình từng quay trên kênh nha, hồi xưa giờ chưa bao giờ quay mì Quảng luôn cả nhà ơi. Hôm nay là chỗ đầu tiên và cũng là chỗ cô Chính mình được mình chọn lựa để mình quay món này. Cô nên á, cái gia vị kiểu hợp với Ngọc cho nên thành ra là hả ăn nó vô rất là bắt cả nhà. Đây, Ngọc sẽ xé cái bánh này ra, bẻ cái bánh này ra để ăn trộn chung nha. Đó. Nhiều người thì xích để vô nước để cho nó ăn nó mềm mềm, nhiều người thì ăn vậy nó sẽ giòn giòn. Ngon. Cái gia vị cô nêm rất là tắc, mà đổi lại cái cộng này nè, nó không phải là nó không phải là dai giống cộng bánh canh, mà nó cũng không phải quá mềm, mà nó còn có độ mà nhai nhẹ thôi, nhất định thôi cả nhà. Nó giống như là nó hơi hơi tương tự như cộng phở vậy đó, nhưng mà nó sẽ có màu sắc hơn cả nhà, nó sẽ có vàng với lại cam lại. Và trong đây có gì nữa, đây có cái tôm nè ha, tôm này chắc cô đã sấy lên rồi nên hồi nãy Ngọc nhìn nó rất là sắc để coi gia vị nó sao. Tôm thịt dày to, ăn vào cái gia vị cô cũng xào sẵn cho con tôm nè, có thể là ăn được áo gia vị rất là ngon. Con này là sườn sụn nha, đặc biệt là những cái sườn sụn của cô làm ngon ghê, kiểu chọn lựa cái sườn sụn nó giống giống nhau, nhưng thành ra là cái độ sườn thịt thì mềm, xong rồi á cái phần gân á cả nhà, gân đó, nó kiểu nó sực á, nó cũng mềm tới luôn, ngon. Cái nước của nước dùng này thì nó vừa thôi, thanh thanh thôi, nó kiểu đậm hơi hơi ngọt, các nghĩ là cô cũng chắc hầm xương, nhưng mà nó vừa phải thôi, nó sẽ không có đậm lắm, để mình ăn kết hợp với cái phần này có nước sốt thì nó sẽ hòa quyện hơn. Còn đây là tô nước nha cả nhà. Tô nước là cũng đầy đặn như vậy luôn, nhưng đặc biệt là Ngọc gọi cái phần này là có cái phần đuôi heo nữa. Xong rồi cái nước này, tại vì cái miếng này đã có cái phần nước sốt với lại nước dùng ở trong đây, nên Ngọc sẽ nêm thử coi nó sẽ như thế nào. Tại vì có cái phần nước sốt nên này nó đậm đà, nó kéo theo nước dùng cũng đậm đà cả nhà. Đó. Chắc ơi, có chỗ nào bán ly cà phê sữa đá đặc biệt về 15.000. 15.000 à? Ừ. Wow. Đúng rồi, không còn có chỗ chê luôn. Da rẻ vậy đó hả cô? Bên công an quận qua xuống đây mua. Dạ. Trời ơi, có 15.000 mà cái ly quá trời ơi, à. Bằng 2 ly mà ngon lắm kìa. Ngon lắm kìa. Dạ. Cái này dở là không bán được, khoảng trên giấy chín là không có bán được dở. Dạ, đó. thấy không uy tín không, nghe rất là uy tín không cả nhà. Đó, nói chung là cái nước này nó hòa quyện rồi nên cái nước này nó cũng ngon. Còn cái phần topping thì Ngọc thấy đầy đặn nha, một tô chín bán có 35.000 thôi cả nhà. Có cái thịt bằm nữa để vô ăn cái phần nước nó rất là đậm, đậm gia vị. Rồi nếu mà cả nhà biết rồi ở đây á thì cả nhà ghé tham khảo nha. Số 108 ai tệ chín có để tôi chín có để lâu quá ngồi không ra cô chín. Đây số địa chỉ, cái hòn có địa chỉ nha, chùa Kim Cương nha. Rồi ở đây có món luôn, đây món luôn. Đó. Cả nhà nhớ là thứ bảy mới có mì Quảng nha, ghé thử ăn mì Quảng chỗ chính nha cả nhà. Thấy ngon. Thấy rất là ngon. Sáng ăn về quá xứng đáng luôn, vừa rẻ vừa ngon. Ok,
Ngọc sẽ ăn tiếp và hẹn gặp lại cả nhà của mình ở những video tiếp theo nha. Bạn nào thưởng món mì quảng ở chỗ chính rồi thì comment ở bên dưới cho Ngọc biết với nha. Rồi, mì quảng rồi. Còn tô là mì quảng. Ở trong mì quảng giò. Mì quảng. Tô mì quảng giò, tô mì quảng chiên. Từng vừa rồi con nghĩ ai cũng tìm hết. Dạ. Tìm ngày thứ bảy đang ăn mì quảng. Cái này hủ tiếu em bé lấy đeo ốp gì không? Dạ không. Cô nghĩ trước đó là cô nghĩ một tuần rồi đó cả nhà. Bây giờ mới ra. Đây mì quảng giò. Con xương chậm. Còn mất xương mì quảng xương. Chậm con dớt xương ra hết cho mẹ đi. Nhưng mà cái cách nãy nấu này là cô nấu theo kiểu khác khác đúng không cô? Mỗi người nấu mỗi kiểu. Dạ. Rồi, chết rồi. Em bé thì gớt rồi. Tại vì mấy bữa nay của em là xương mềm á. Xương mềm bất hợp. Sụn cũng ngon nữa cả nhà, đuôi heo cũng ngon nữa. Ngọc mới ăn thử nên Ngọc biết. Cái thịt nạc không vậy hả? Thôi để anh cho anh miếng thịt bằng. Cho anh cân ngọt. Giờ ông lớn tuổi phải cho ăn vậy thôi. Rồi, mất hết rồi cứ... Ăn để xe vô đó luôn em. Còn em trai kia ăn gì vậy? Chị ăn này gì đây? Chị mì quẩy hủ tiếu rồi. Hủ tiếu giò. Hủ tiếu giò. Rồi con. Có hủ tiếu nữa ngày thứ bảy như thế này thì cô bán hai món nha. Lúc nãy đầu giờ là Ngọc có đó với cả nhà đó. Kiểu bán trơn thêm hủ tiếu rồi không ăn mì quẩy thì cả nhà có thể ăn hủ tiếu cũng được. Ngày thứ bảy. Cái cục xương nó bông ra, bông gân. Dạ, giò ngon quá. Mà cửa cái cục cũng vừa phải, mình ăn mình cảm giác nó ngon hơn. Cái nhà nó không có bị ngán. Vàng vàng nó hồng hồng nó đẹp. Cái tôm chả. Xương giò vô anh. Bắt đầu mọi người thức rồi đó. Cái tôm chả nè. Nhìn cái phần nước sốt của cô như vậy nha, nhìn kiểu nhìn giống súp đúng không cả nhà, nhưng mà thật ra nêm nếm cô nêm rất là đậm nên chan sốt lên là kiểu là vừa ăn luôn hết. Mình không cần chấm gì nữa hết luôn á, cả nhà là trộn lên là ăn rất là ngon. Xương là ăn xương đầy đủ hết đúng không? Đây. Xương với hai xương với phèn không? Miếng xương phèn, không hạt, không hạt. Mấy xương già giùm cô. Mấy xương già. Nó ngồi trong nhé. Một con hủ tiếu xương với phèn. Nhà cha mẹ cục xương như cần ngon chứ gì vậy? Hủ tiếu xương với phèn.
quán thập cẩm. Ủa như tô hủ tiếu đầy đủ là nhiêu cô? Cũng 35 con. Ồ. Phải thấy mấy tô nãy giờ hủ tiếu nhiều quá nên Ngọc hay hỏi cả nhà. Có nhiều tưởng mắc hơn nhưng mà vẫn 35.000 luôn nha. Đây ba. Ở bữa ghé đây ạ. Ờ bữa đi chơi. Ủa, đi Đà Lạt Nha Trang, đi hóng gió biển. À, không có núi nữa nha. Ở đi cái xóm luôn hả Chính? Không, cái tiền xe bên bạn. Quanh nó hay. Bánh tráng. Đà Lạt lên Nha Trang, xuống biển rồi lên núi. À. Cái này mì quảng xương nữa. Một quẩy quẩy một hủ tiếu. Mì quảng đuôi thứ sườn hai thứ sườn miếng mì với tôm không cho bé ăn đâu. Nước chanh rổ này rồi em bé xưa nè. Rồi thêm hai cái hủ tiếu sườn nữa không cô? Hai hủ tiếu sườn. Rồi. Anh mẹ anh vào. Biết rồi. Anh vào một tô tiếu khô. Hủ tiếu khô đâu có? Ở lộn mà mình quẩy khô. Rồi đó đang làm đó anh. Rồi ngồi ghế trong đi cô Năm. Ừ, bởi vì cô bán mì quảng cô cũng kèm theo hủ tiếu. Rồi, tô là tô hủ tiếu được không? Hủ tiếu dễ ăn. Con tôm nó chắc ngon quá trời. Tôm trong xào quả thấy cũng ngon quá trời. Tôm tôm tươi, tươi con mùa năm. Rồi, đó, hai tô tiếu phơ xương đó. Sao bốn tô đi vậy? Rồi, kìa đúng rồi. Rồi, ba tô mì quảng xương hả cho hai đuôi. Ừ. Quảng tô này ăn. Ừ, quảng tô tiếp luôn, quảng tô này.